nhiều đứa nó không có máy tính. Cái điện thoại bây giờ các bạn phải vào bây giờ những cái không phải là như sao, bây giờ bạn vào cái video điện thoại là Android chẳng hạn nhé, thì bạn vào cái quần là Play, sao bạn chỉ cần chọn cái thứ Python là nó ra rất nhiều phần mềm liên quan đến Python, tải về bất cứ phần mềm nào, bất cứ phần mềm nào mà hỗ trợ Python trên Android nó đều có cái chức năng là để nó đều có để bây giờ bất cứ phần mềm nào mà của Python trên Android nó đều có hai chức năng, một chức năng là ở chế độ tương tác, hai là chức năng lập trình. Nếu mà ai mà có rồi. Phần mềm mà phần mềm tức là cái điện thoại iPhone ấy thì lại ta vào cái của nó là ta tìm là có hết mà nhiều lắm, mình không nhớ được, nó khoảng chục cái phần mềm, 20 cái phần mềm trên trên điện thoại di động. Được rồi, như vậy chúng ta bắt đầu học hôm nay nhé, thì hôm nay là chúng ta học học phần tiếp theo thôi, bắt đầu sâu hơn một chút. Thì tôi nói lại là hôm trước chúng ta vừa mới mà chúng ta vừa mới mà học cơ phần cơ bản, tức là chúng ta học một số những cái khái niệm là các cái đối tượng dữ liệu mà có thể tạo ra cơ bản, thì chúng ta nhớ lại một chút nhé, các kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta đã biết này, các kiểu dữ liệu cơ bản mà của Python mà nó rất đơn giản mà chúng ta đã biết. Thứ nhất là kiểu in, là kiểu số nguyên. Đấy, nó có chữ in nhé. Hai là kiểu số thực, nó gọi là float. Yeah. Thứ ba là kiểu string, thì nó là str. Đấy. Còn kiểu nữa là kiểu logic, thì hôm nay chúng ta học kỹ hơn kiểu logic, kiểu bool. Thì đây là bốn cái kiểu dữ liệu cơ bản. Khi chúng ta mà có một cái lệnh chẳng hạn như là x chỉ bằng 1 thì máy hiểu ngay đó là tự động nó sẽ gán là kiểu là số nguyên. Trong Python là gì? Là chúng ta không phải khai báo biến trước rồi mới gán, chúng ta gán tại thời điểm gán thì nó mới tạo ra cái kiểu dữ liệu. Vì tôi viết tiếp theo là y bằng 1.2 thì nó chính là kiểu số phụ thực. Xong tôi lại khai báo tiếp thì là s bằng như này, bằng 1 2 3 như này thì nó là kiểu string. Và tôi viết gán tiếp ví dụ như là b bằng 1 lớn hơn 2 thì nó là sẽ là kiểu bool. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn những cái phần này. Đó, thì đây là những cái sơ lược qua những cái dữ liệu cơ bản, được chưa? Bây giờ khi chúng ta mà gõ ví dụ như là 10 chẳng hạn thì máy tự động nhận là kiểu nguyên và chúng ta luôn nhớ có lệnh type là mô tả nó là kiểu gì, thì nó ra cái chữ class và đây là in đây, kiểu in đây. Đó. Tôi thậm chí tôi có thể type cái số là 1.2 thì máy cũng hiểu luôn. Khi mà tôi vẫy rất nhanh nhé thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là 1.2 và tự động nó sẽ tìm hiểu và nó trả lại giá trị là float, là kiểu số thực. Những cái lệnh type này là lệnh rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm tra xem là một cái đối tượng, một cái biến ấy là nó thuộc cái kiểu nào. Thì tôi có s thì bằng 1 như thế này thì type của s nó sẽ là kiểu là string đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cái int này, cái float này này và cái struct, nó là cái ngoài nó là cái tên của cái lớp dữ liệu mà chúng ta đã biết. Đây. Thì ngoài ra thì nó lại còn là những cái bản thân nó là những cái hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu luôn. Thì cái bản thân cái int này nó là bản thân nó là một cái hàm, nó chuyển đổi từ sâu sang số nguyên. Đây. Tôi mở ngoặc ra, nó là một cái hàm. Khi tôi viết là, đây tôi viết nó chuyển đổi từ sâu, như là 1, 2, 3, 4, chẳng hạn như này. Đây thì nó chuyển đổi trong này là sâu nhé. Sâu là 1, 2, 3, 4. Thì nó chuyển đổi ra thành gì? Enter nó trả lại giá trị là 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn thấy không nào? Ví dụ tôi viết là S thì bằng 34 như này, nhưng mà làm một sâu 34. Thì tôi biết là x bằng hay là n bằng int của s, thì như vậy cái bản thân cái tên là int này hay là cái tên của cái lớp của cái kiểu dữ liệu số nguyên, bản thân đó là làm cái hàm để chuyển đổi kiểu dữ liệu. Như vậy cái hàm int là hàm chuyển đổi từ sâu sang số nguyên, được chưa? Đó. Còn nhưng mà cái hàm in này thì tôi thử chuyển đổi
một số thực sẽ có được không nhé. Đây, gọi 1.2 à, thì nó đổi được, nó đổi từ số thực sang số nguyên. Đấy, như vậy nó chuyển đổi. Nhưng mà cái hàm in này là hàm đổi từ chuyển đổi từ sâu và số thực sang số nguyên. Đấy. Nhưng mà chú ý, cái hàm in này khi chuyển đổi sâu mà tôi viết là 1.2 như thế này thì máy sẽ báo lỗi, máy sẽ báo lỗi không chuyển đổi được. Như vậy là cái hàm in này khi chuyển đổi số thực ấy, số chuyển đổi sâu mà số đó là mô tả một số thực thì máy nó không ăn, thì máy nó báo lỗi. Như vậy bắt buộc là phải là chuyển đổi một cái sâu mà sâu và là số nguyên, được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã biết gì, như vậy chúng ta đã biết thêm là gì, là cái hàm, như vậy bản thân cái hàm int, hàm int là cái hàm chuyển đổi dữ liệu, là cái hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu đúng không? Nó là chuyển đổi dữ liệu từ kiểu string sang int và kiểu là gì, là float sang int. Đấy, các bạn thấy không nhỉ? Riêng đối với string nhé, thì sang int thì cái string này nó phải là một cái sâu mà bên trong đó nó gọi là thể hiện một cái số nguyên. Nếu mà bên trong sâu mà thể hiện một cái số thực thì nó có thể là lỗi. Đó. Như vậy đó là cái hàm int nhé. Đấy, thì tương tự như vậy đối với hàm float. Bây giờ tôi làm tiếp tục tương tự nhé. Tương tự này. Bây giờ cái float thì nó là tên của chủ dữ liệu là thực. Nhưng mà nó là một cái hàm. Đây. Cái hàm thì tôi chuyển đổi một cái số nguyên 12 thì nó trả giá trị là 12.0, như vậy là đầu ra của nó là một số thực. Thấy không nào? Đó. Bây giờ tôi lại float một cái số là 1.5. Nó khoảng 1.5 mà là một cái sâu ký tự chứa số 1.5. Đấy. Thì cái đó nó trả về là cái giá trị ở bên trong cái sâu này. Đấy, chỉ là 1.5. Chỉ như vậy là cái hàm float này là hàm là biến đổi từ in, từ số nguyên sang số thực và từ sâu sang số thực nhé. Nhưng mà chú ý là cái sâu đó nó là bên trong đó nó phải là số thực rồi, chứ nếu không thì nó không ăn nhé. Tự như này là nó không được này, float nhé. Ở bên trong sâu của nó ví dụ như là 12 cộng với 34 thế này là không ăn này, thế này là đau lỗi này, ví dụ như vậy là báo lỗi. Hay là cái hàm in cũng vậy, cái hàm in là nếu mà trong cái sâu của đó là một cái biểu thức thì nó cũng bị lỗi. Đấy, như này là nó lỗi. Đấy, thấy chưa? Như vậy là cái hàm in và hàm float nó là như vậy. Như vậy ta tổng kết lại nhé. Như vậy là cái hàm float làm cái hàm mà chuyển đổi kiểu dữ liệu từ gì, từ là str sang float và từ in sang float. Nhưng mà chính là cái hàm này là cái hàm chuyển đổi dữ liệu, hàm float đó. Đó, thì như vậy tương tự ta suy ra là cái hàm str này chính là cái hàm mà chuyển đổi từ số thực hoặc là nguyên sang sâu, sang str. Những cái hàm str nó làm cái hàm, cái hàm đó, cái hàm chuyển đổi, ví dụ như là str chuyển đổi cái số là 12.34 như này thì nó chuyển đổi đầu ra của nó là 12.34 trong dấu ngoặc. Như vậy nó là đầu ra của nó là sâu, là str như là 145 như này thì nó đầu ra của nó là một sâu. Như vậy ba cái kiểu dữ liệu chính là in là ta biết là gì, in là một nhé, là kiểu số nguyên này, là float này, là kiểu số thực này, và str là ba kiểu dữ liệu lõi cơ bản của Python. Thì bản thân những cái từ in, float và str bản thân nó là những cái hàm, đều là những cái hàm chuyển đổi dữ liệu. Đấy, hàm chuyển đổi dữ liệu. Được chưa? Là nó là những cái hàm chúng ta chú ý nhé. Những hàm này là những hàm rất hay sử dụng ở trong Python, là những cái hàm. Nhưng mà rất là hay, nhưng bản thân nó bản thân tên cái từ in nó là tên của một kiểu dữ liệu, đồng thời nó là một cái hàm luôn. Đó, chúng ta chú ý cái này.
sau này khi mà học sâu hơn thì các bạn thấy là nó cái điều này nó rất là đơn giản và dễ hiểu, nhưng mà ở kiểu ở ngay bây giờ thì cái trình độ là mới làm quen với Python thì chúng ta thấy nó hơi lạ một chút. Tại sao lại là có người lại hỏi vì sao lại tên của một kiểu dữ liệu lại là một cái hàm đấy. Lớp mình này có ai có thể hiểu vì sao là tên của một kiểu dữ liệu là hàm chưa? Chắc là chưa đúng không? Đấy, khi nào mà học đến cuối thì lớp này hoặc học sang lớp nâng cao khi nào các bạn trả lời được hỏi đó thì chúng ta hiểu sâu hơn rồi. Nhưng mà tạm thời bây giờ ta công nhận là cái ba kiểu dữ liệu chính lại là số nguyên, số thực và sâu. Bản thân cái chữ đó nó lại là các hàm biến đổi kiểu dữ liệu. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học sang một cái hàm rất quan trọng. Hôm trước chúng ta học cái lệnh print là lệnh đẩy dữ liệu ra màn hình, là cái lệnh ra. Vì chúng ta học lệnh vào là lệnh input, thì hôm nay là các bạn học về các lệnh vào ra, mà vào ra dữ liệu in và out, thì cái lệnh nhập đầu vào là cái lệnh cái hàm input đó. Thì mà chúng ta học cái phần chính đó thì như vậy cái hàm input chính là cái hàm đóng vai trò là nhập dữ liệu từ bàn phím. Đây là những hàm cơ bản đầu tiên, học C hay là Pascal thì cũng là đầu tiên là những cái hàm input này hết. Thì cái bài này là bài số 2 là bắt đầu học được cái hàm input. Thì chúng ta sẽ hiểu ngay là hàm input nó có gì đặc biệt ở trong Python, thì nó có nhiều điểm đặc biệt, nó khác thường một chút nhé. Thì chúng ta thử luôn này, chúng ta là input này, chúng ta gõ luôn input như này nhé. Đấy, chúng ta đóng hoặc mở ngoặc. Ở trong trong Python thì nói chung là tất cả những cái lệnh từ những cái lệnh như lệnh for, lệnh if, lệnh while thì đã đành rồi, còn tất cả những lệnh như này đều là hàm hết. Mà đã hàm thì cũng phải có là đóng ngoặc mở ngoặc. Cho nên khi biết là input đóng ngoặc mở ngoặc thì chính là một cái hàm, nhưng mà đây chính là một cái lệnh input. Lệnh này là cho phép là nhập từ bàn phím một cái gì đó, một cái dữ liệu ở trên bàn phím. Để tôi enter này. Đấy, thì hiện nay thì khi tôi enter thì máy đang chờ để tôi nhập vào một giá trị nào đó, thì tôi có thể nhập là số hoặc chữ gì đó nhé, được chưa? Bây giờ tôi nhập này, tôi nhập này là 124 này, enter này. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó, nhưng mà đây là cái số mà tôi nhập vào từ bàn phím này, còn đây là cái giá trị trả lại của cái hàm input. Như vậy là mặc dù tôi nhập là 124 nhưng mà nó trả lại giá trị là một sâu, các bạn thấy là một sâu đúng không? Thì bây giờ tôi mô tả tiếp cái hàm input mà ở cái dạng chuẩn nhất nhé. Đây là input. Input thì chúng ta có thể ghi thêm ở đây một cái dòng chữ sâu. Thì sau đó nó hiện ra trên màn hình để chúng ta nhập. Đây, chúng ta biết là hãy nhập một số chẳng hạn. Đây. Đây chính là cái khuôn dạng chính của lệnh input. Là input mở ngoặc xong một sâu ký tự bất kỳ. Đóng sâu enter thì máy tính sẽ hiện ra cái sâu đó. Đó. Thế là cái sâu đó là cái dòng để chúng ta bắt đầu nhập liệu, sau chúng ta gõ ở đây, chúng ta gõ enter. Thì chúng ta gõ gì để gõ, nhưng mà khi mình trả giá trị ta gõ là 56 là số thật, nhưng mà khi mà trả giá trị nó trả lại là sâu 56. Cho nên cái hàm input này là cái hàm mà trả lại giá trị luôn là một sâu. Như tôi làm tiếp tục này. Input này. Nhập tên bạn nhé, Hà chẳng hạn, enter, còn trả lại là Hà, được chưa? Bây giờ làm tiếp lệnh đó nhé, lệnh input nhập số thực bất kỳ đi, enter, tức là số thực là 12.89 chẳng hạn. Enter, nó trả lại là 12.89, các bạn thấy không nào? Đó. Rồi. Thì đây là như vậy, đó là cái tức là cú pháp là input, nhưng mà thực tế người ta không dùng lệnh, người ta khi mà ta tạo ra một cái nhập, người ta sẽ phải đưa vào một cái biến tổng đó. Được chưa? Thì đây giả sử nhé. Bây giờ tôi đầu bài là nhập một cái số nguyên từ bàn phím và đưa vào cái biến là n.
viết là n bằng đây, input nhập số nguyên n như thế này nhé. Đấy, enter, tôi nhập là 567 chẳng hạn, thì nó sẽ trả lại, nó sẽ nhập vào số n. Thì tôi kiểm tra n này, n là một sâu, tôi nói rồi là nói này, cái giá trị trả lại của hàm input này luôn là một sâu. Chứ khi tôi viết như này này thì n nó sẽ khi nhập vào n thì nó sẽ là một sâu đó. Chính vì vậy mà ở trong Python người ta sẽ dùng một cái hàm kép, ta dùng cái khi mà tôi nhập một số nguyên thì tôi khi nhập vào tôi chuyển đổi luôn sang số nguyên luôn. Tôi dùng cái hàm in ở trên này, các bạn biết cái hàm in ở trên này rồi đúng không? Có cái hàm in ở đây này, và chúng ta sẽ dùng cái hàm in chúng ta nhập vào ta chuyển đổi luôn. Đây là như sao nhé, thế là như này, n bằng in đổi luôn nhé, input nhập số nguyên n, hai là đóng ngoặc nhé, đó, đây có hai ngoặc, đây là hai ngoặc. Đây là khi chạy thì máy sẽ yêu cầu là nhập số nguyên n, nhập xong đưa vào cái hàm input này, sau đó dùng hàm in đổi luôn sang số nguyên và trả lại cái n. Thì đây là cách chúng ta hay dùng, thực tế là hay dùng cái lệnh này để ta nhập một số. Đây tôi nhập một số là 57 chẳng hạn, enter, nhập rồi, n sẽ bằng đây, n là bằng 57, được chưa? Đó thì như vậy, đó là cách chúng ta hay làm ở trên thực tế, được chưa? Đấy, thế bây giờ tôi sẽ làm một cái chương trình nhỏ nhỏ nhé. Nhỏ là như thế này, là chúng ta sẽ nhập từ bàn phím mà hai số nguyên m và n, sau đó chúng ta sẽ tính tổng của hai số đó ở trên màn hình và đưa ra kết quả ra màn hình. Đấy, chúng ta làm một chương trình nhỏ nhỏ như vậy nhé. Đây chúng ta làm một chương trình nhỏ nhỏ là nhập hai số từ bàn phím nhé. Đây tôi ra làm sao, đầu tiên là m trước này, m bằng này, in nhập lệnh thôi là nhập số nguyên m, chúng ta xin lỗi mình về in, sau lại input nhầm, in xong input đấy, input đó nhé. Thì đây là cách lập nhập chuẩn nhất ấy, là nhập một số nguyên, sau đó là ta sẽ nhập vào hàm input nên mình nó trả lại là sâu, chúng ta sẽ phải dùng hàm in để chuyển sang nhé. Theo là n int input nhập số nguyên n. Đây, sau chúng ta sẽ tính tổng ra, dùng lệnh print là tổng hai số đã nhập là m cộng n. Các bạn có hiểu về chỗ này nhé, vì sao chỗ này tôi để dấu cách ở đây, dấu cách ở đây, còn đây thì lại không có dấu cách, biết vì sao không? Là ở đây là cái hàm input này, khi chúng ta chạy thì nó sẽ hiển thị đúng cái sâu đây ở trên màn hình, chứ chúng ta phải dấu cách cho nó đẹp thôi, nhập vào cho đẹp. Còn ở đây này, lệnh print thì đây là hai tham số của lệnh print, thì tự động nó sẽ đặt nhau cách nhau một dấu cách rồi, chúng ta không cần phải dấu cách ở trên này nữa. Đấy, để tôi ghi lại nhé, tôi ghi lại cái bài ghi lại hôm nay là cái bài số 2 để tôi... Đây, hôm nay là cái buổi số 2, đây là cái bài đầu tiên là nhập hai số nhé, tôi ghi lại đã sao tôi mới chạy được. Đợi một chút nhé, để nó bị lấp này ở đây, tôi để như này vậy. Đấy nhé, là nhập số nguyên m này 16 này, nhập số n này 89 này, enter thì máy báo là tổng số đã nhập là 105. Đấy, như vậy bạn hãy làm là đúng rồi đấy. Nhưng mà đây là cách chúng ta sẽ phải nhập mà hàng lần lượt từng số một nhé, từng số một. Hiện nay cho giờ phút này chúng ta chưa học được cái lệnh là nhập hai số cùng lúc trên màn hình. Đấy, như đối với Pascal rất dễ, chúng ta dùng lệnh read lần này, hay là read, chúng ta có thể gõ m sau cách đúng không, dấu cách xong gõ n là máy nhập vào, như đây thì không được. Cái lệnh mà nhập hai số cách nhau
cách nhau một số cách đấy, là ở cái bài sau mới làm được. Hôm nay chúng ta ở đây chúng ta vẫn nhập từng số một nhé. Được chưa? Nhưng mà chúng ta nhập từng số một như thế này. Lệnh một là nhập số M, lệnh thứ hai là nhập số N. Đó. Vì tôi làm thêm một ví dụ nữa ngay trên màn hình nhé. Đây, ví dụ là tôi nhập một cái nhập một cái tên người, sau đó thì là in ra cái lệnh là xin chào bạn đó nhé. Đây, ví dụ tôi viết là tên bằng input, tên thì là số thực, là sâu, chứ không cần thiết phải có cái hàm đổi nữa, đúng không? Là nhập tên bạn, nhập là Hà chẳng hạn. Xong ta dùng cái lệnh này print xin chào tên này, gọi là có hai cái lệnh này, lệnh tên này và lệnh nhập. Tôi có thể copy lại, tôi vào, tôi đưa vào chương trình nhé. Đây, và cái lệnh thứ hai này cho nó nhanh, đỡ phải đợi. Hai lệnh này nhất là nhập là tên bằng input, nhập tên bạn, xong là xin chào tên. Đấy, bài này bài số 2. Tôi về là bài 2 là nhập tên. Tôi chạy thử nhé. Tôi xem cái lệnh này, cái lệnh chạy là F5 là chạy, tôi cũng biết tôi hay quên rồi. F5 là chạy nhé. Tôi chạy thử những cái bài này nhé. Dùng F5 này. Đấy, tên bạn này, Bình này. Enter, xin chào Bình. Đấy, nó có hai lệnh thôi. Đơn giản như thế thôi nhé. Đấy, nhưng mà lệnh input là như vậy nhé. Chỉ về chúng ta sẽ phải nhập từng dòng, từng lệnh, từng số một. Nhập số. Nếu mà nhập số chúng ta đổi sang là dùng hàm in, muốn nhập số thực chúng ta sẽ phải chuyển sang cái dùng hàm float để chuyển sang. Lấy ví dụ như vậy, tôi lấy ví dụ là x này bằng float input nhập số thực x, enter. Tôi bây giờ là 2.78 chẳng hạn. Đó, thì x thì chính là 2.78. Thì nó cho ta thêm cái thay chữ in bằng chữ float thôi, đúng không nào? Chúng ta chú ý nhé. Đấy là, đó là những phần cơ bản của cái việc mà ta nhập dữ liệu bằng lệnh input. Như vậy là nhập thì input vào, input ra thì lệnh print. Đấy, cho nên chúng ta có cái cặp lệnh là cặp lệnh là gì? Cặp lệnh là input và lệnh print. Đang chú ý. Lệnh print này là cái lệnh mà là cái hàm không trả lại giá trị gì cả, là tiện là in thôi. Còn input là nó trả lại giá trị là chính là cái dữ liệu nhập vào từ bàn phím. Đó, chúng ta chú ý. Thì đây là cái cặp lệnh rất quan trọng. Thì chúng ta sẽ phải thường xuyên làm việc với cái cặp lệnh này. Nhắc lại nhé, là thời gian đó là hai cái hàm. Hàm input là nhập một cái giá trị nào đó từ bàn phím, nhập một cái dữ liệu đó từ bàn phím. Nếu mà chúng ta cần nhập dữ liệu là số nguyên hoặc là số thì chúng ta phải chuyển đổi sang, vì giá trị trả lại của input luôn là sâu. Còn chúng ta nhập sâu thì chúng ta nhập luôn. Còn print là in ra, màn hình, có thể in số, có thể in chữ vân vân, in số bất kỳ, có thể in nhiều dữ liệu cùng một lúc. Được chưa? Thế đó là hai cái lệnh rất cơ bản. Bây giờ tôi sẽ nói sang phần tiếp theo. Là phần tôi muốn nói là chúng ta sẽ nói sang cái nhóm lệnh là cái kiểu dữ liệu là bool, là logic. Thì cái này chúng ta làm quen rồi, nhưng mà tôi muốn nói thêm một chút sâu hơn một chút để chúng ta chuyển sang cái lệnh if, là cái lệnh là lệnh rẽ nhánh. Thì cái lệnh if nó đi liền với một cái biểu thức logic, một cái điều kiện. Cho nên là muốn hiểu điều kiện logic thì chúng ta phải hiểu kiểu dữ liệu bool. Như vậy là kiểu dữ liệu bool là gì? Là kiểu dữ liệu mà nó có hai cái giá trị là true và false, nhưng mà có rất nhiều các cái biểu thức logic chúng ta có thể
tạo ra để chúng ta tạo ra cái mệnh đề logic đó. Thì cái biểu thức logic ở trong Python thì như thế này, các mệnh đề logic của nó nhé, nó tạo ra như thế nào, các mệnh đề logic này nhé. Thì giống như là đối với Pascal và C thôi, đầu tiên chúng ta sẽ có cái khái niệm là nó xuất phát từ đầu tiên là từ những cái là những cái phép so sánh. Trước đó rồi mình nhắc lại một tí, phép so sánh, phép so sánh giá trị các cái của các dữ liệu. Đối với số là so sánh, đối với số ta biết rồi, đối với sâu cũng là so sánh, đối với sâu là so sánh theo cái thứ tự từ điển trong trong từ điển hay trong bảng mã ASCII hay bảng mã Unicode đó. Thì với số chúng ta đã biết rồi, còn với sâu chúng ta có phép so sánh ở đây này, các phép so sánh nhé, các cái phép so sánh chúng ta đã biết, phép so sánh này, so sánh lớn hơn này, là kia đây cho chúng ta dùng phép lớn hơn nhé, phép nhỏ hơn này, phép lớn hơn hoặc bằng này, phép nhỏ hơn hoặc bằng này, đó, hoặc bằng, cái phép là gì, phép so sánh giống bằng này, viết liền nhau như thế này, và phép so sánh không bằng là chấm than và viết thẳng như này, đó, thì đây là những cái phép so sánh. Khi tôi viết là ví dụ tôi viết ở trên này, ví dụ x thì bằng 1, y bằng 2 chẳng hạn, thì x thì lớn y, nó sẽ tạo ra kết quả là x lớn y là 1 lớn 2, thì nó trả lời, nó trả lời giá trị là false. False. Đó. Chưa? False. Thì đây là phép so sánh đây. Thì tức là bất cứ phép so sánh nó sẽ trả lời ra giá trị hoặc là true là đúng này. Và hai là false. Chưa? Đó. Thế đây là một cái mệnh đề, một cái mệnh đề đơn là một phép so sánh, nhưng mà chúng ta có thể kết hợp các phép toán logic như sau. Chúng ta biết rồi, mình nhắc lại đây, giống như trong hệ Pascal, các phép toán logic ở trong Python là phép and, phép và, đúng không, phép hoặc, or, và phép là phủ định, là not, là not, not. Ví dụ tôi có thể viết như sau, tôi có thể viết như là x lớn hơn y and z bằng 1. Không cần viết ngoặc, thì vẫn không sao, ngoặc thì cũng được. Nhưng bỏ ngoặc ra là máy tính mình hiểu hết, không có gì cả. X lớn hơn y and z khác 2, thoải mái nhé. Có thể and nữa, thoải mái, and là and x bằng y đấy, ta biết thế nào các bạn, nhưng mà cho phép là ta kết hợp thông tin phân tử này mà ở giữa chúng không cần giống ngoặc, nên nó rất là sáng sủa đấy, chúng ta biết. Thì cái phép and và phép or chúng ta biết rồi, đây tôi nhắc lại một chút thì nó không có gì cả nhé. Đây cái phép phân tử của nó nhé, x này and y này, nó là như này chứ. Cái này chúng ta biết rồi, tôi chỉ mô tả lại thôi. Chúng ta học rồi nhưng mà tôi cứ mô tả lại cho chúng ta yên tâm nhé. Tôi làm cái bảng đây cho ta hình dung này. Đây là x này, y này, đúng không? Và đây là x and y. Đây. Thì nếu mà đây là true, đây là true, đây là true. Nếu đây là true, đây là false. Đây sẽ là false. Đấy. Thì phép and này, phép và này, nó chỉ đúng khi mà cả hai cũng đúng. Còn một trong hai sai hay cả hai sai thì nó sẽ là sai. Cho nên là nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là đây, đó là false. Đây là true. Thì nó sẽ là false. Còn đây là false. Oh, false. Đây, các bạn có thể xem nhé, đây là false, đây là false. Như vậy là nó đúng khi chỉ khi cả hai x y đều đúng, còn lại nó sai hết nhé. Còn bên này là x y và đây là x hoặc y này, y thì ngược lại, ngược lại sai bên này là true
chu thì nó sẽ là chu, nó chu hết. Nó đây là chu fonts, đây là chu, đây là fonts, đây là chu, đây là chu, nó là chu hết, nó là font khi chỉ khi cả hai cùng cùng sai. Đấy. Cái này chúng ta biết hết rồi, không có gì, nó giống như nó là quy tắc đấy. Như vậy nó là font khi chỉ khi cả hai cùng font. Còn and dấu và, tức là cái điều kiện nó dĩ là và đấy, đồng thời xảy ra đấy, còn thì là true khi chỉ cả hai cùng true. Đó. Còn đối với not thì dễ hiểu rồi, x gì này, đây là not x thì chỉ có hai cái thôi. X là true thì not x thì là false. Còn là x là false thì là not x thì là true. Đó. Thấy chưa? Thì đó là cái mà các cái như vậy là cái nó gọi là vấn đề logic ấy, là nó kết hợp lại bằng cái phép logic là phép and, phép và, or là hoặc và not là phép phủ định. Còn từng cái bệnh đề logic đơn giản chính là cái phép so sánh. Đây, so sánh như là cái này. Và phép so sánh này áp dụng đối với cả số, đối với cả sâu. Về sâu tôi nhắc lại nhé, về sâu là như này. Về sâu thì nó so sánh như thế nào? Thì cái phép về sâu ấy, so sánh sâu thì nó như sau. So sánh sâu. Ta biết rồi, là nó so sánh theo cái thứ tự từ điển. Theo cái thứ tự từ điển. Ví dụ so S1. Ví dụ nhé. A như thế này. Để không biết tiếng Việt cho nó dễ. Thứ hai là binh. Binh như này, binh. Binh. Thì máy so sánh như sau nào. Máy so sánh là cái tự đầu tiên. B đứng trước H ở trong cái thứ tự ở trong cái bảng chữ cái của tiếng Anh. Vậy thì suy ra ngay là S2 nó nhỏ hơn S1. Được chưa? Đấy, thì ngay như vậy là cách làm như vậy. Bây giờ làm ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 là S1 bằng ví dụ như này bằng hanh nhé. S2 bằng hai nhé. Xoay như sau, nó xoay cái từ thứ nhất này, h này giống hệt nhau, bỏ qua. Cái từ thứ hai là a bỏ qua. Cái thứ ba là n là y, thì y đứng trước n trong bảng chữ cái tiếng Anh. Vậy thì suy ra là s2 là nhỏ hơn s1. Thì cách tính này là nó gọi là phép so sánh theo thứ từ điển. Còn nó tổng quát hơn là nó so sánh tổng quát thì là nó so sánh trong bảng mạng Unicode. Ví dụ như là S1 bằng Hà, S2 bằng Hỷ chẳng hạn, thì nó so sánh là H là giống nhau, còn chữ A và chữ Y. Thì cái này bản thân tôi không nhớ lắm, chúng ta phải tra cứu lại xem là cái chữ A, chữ Y trong bảng mã ASCII nó là ở thứ tự bao nhiêu. Thì cái nào đứng trước thì nó sẽ là dần nhỏ hơn. Đây bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi thấy ngay, ta có thể tra cứu ngay. Bạn ta biết ngay, như thế này đây. Ta kiểm tra chữ H, A nhé. Ta kiểm tra xem nó nhỏ hơn hay không. Cái chữ là gì? Là H, Y, hỏi, hỉ như này. Enter. Đấy, như vậy là true. Vậy suy ra là gì? Vậy suy ra là cái chữ A ở trong bảng mã Unicode đứng trước cái chữ Y trong bảng mã Unicode. Kiểm tra tiếp là chữ A có nhỏ hơn cái chữ là hi hay không? False. Đấy nhé. Các bạn thấy không nào? Nếu mà chúng ta so sánh cái này trong từ điển tiếng Việt ấy, thì cái chữ A này rõ ràng là đứng trước cái chữ Y đúng không nào? Nhưng mà trong bảng mã ASCII, trong bảng mã Unicode thì chữ Y này là đứng trước chữ A, vì trong bảng Unicode thì chữ Y này là cái chữ Y là cái chữ nằm trong bảng mã ASCII đứng trước hẳn. Còn chữ A này là cái Unicode rất là cao, nó rất là xa, nó rất là xa. Thì chúng ta thấy là font, tức là A này đứng sau chữ Y, như vậy là Hà là nhỏ hơn, là phải lớn hơn Y.
Như vậy là đây là cái phép so sánh từ điển. Các bạn có hiểu không nhỉ? Tôi nói trước một chút nhé, là ở trong Python cho phép chúng ta kiểm tra xem cái chữ A, cái chữ Y nó là nằm ở đâu trong trong thứ tự trong bảng mẫu Unicode. Chúng ta có cái hàm là hàm order. Hàm order là cái hàm kiểm tra xem là cái một cái tự nằm ở đâu trong bảng mẫu Unicode. Đây là chữ A này, chữ A nhé. Hay đây là kiểm tra cái thứ tự của cái chữ cái A trong bảng mẫu Unicode. Thì nó là cái tự của nó là thứ tự của nó là 224. Vì ta là kiểm tra or và tôi đã trước một chút or d của cái chữ cái là isai thì nó là 121 nhỏ hơn 224. Vậy suy ra là cái chữ hi này nhỏ hơn chữ h chữ chữ hà. Như vậy suy ra là cái chữ hi này này là sẽ nhỏ hơn cái chữ h hà như này. Như vậy là giữa các cái sâu là có cái so sánh, sau đó chúng ta có cái khái niệm so sánh, cho chúng ta có tạo ra được cái việc thích logic, được chưa? Đó, thì đó là cái rồi bây giờ chúng ta sang cái lệnh rất quan trọng bây giờ là lệnh dạy nhánh lệnh if. Lệnh if thì như sau. Lệnh if ở trong Python là như thế này. Đây tôi nói về ta mô tả sang lệnh if nhé, mà ta thực hành ngay ở trên màn hình bây giờ. Lệnh if này, lệnh if rất quan trọng nhé. Thì cái cú pháp là như sau, là sau if chúng ta cách ra chúng ta có một cái điều kiện hay là cái biểu thức logic. Đây chính là một biểu thức logic điều kiện bất kỳ nha. Sau đó là hai chấm xuống dòng, sau đó là viết thụt vào, viết thụt vào một tab hoặc là bốn dấu cách, là chúng ta có cái nhóm lệnh, nhóm lệnh để mô tả đó. Thụt vào này. Đấy. Thế đây là cái dạng mô tả cái lệnh if là máy sẽ kiểm tra là nếu điều kiện này mà đúng thì hiện những con lệnh này, còn điều kiện này mà sai thì nó bỏ qua không hiện lệnh này. Thế đây là cái dạng ngắn gọn của lệnh if. Ta đầy đủ là như sau, đây là dạng ngắn gọn nhé, dạng ngắn gọn dạng đầy đủ là như sau, dạng đầy đủ nhé. Đây là bắt đầu khác biệt so với lệnh if mà của Pascal và C đấy, là if điều kiện xong hai chấm xong xuống dòng viết thụt vào, và đây là nhóm lệnh một, nếu mà điều kiện đúng thì nhóm lệnh một, còn xuống dòng và ta else chữ L nhé, L sau là hai chấm xuống dòng viết thụt vào nhóm lệnh 2. Cái nhóm lệnh 2 này là các lệnh nếu mà điều kiện này mà sai thì thực hiện nhóm lệnh 2, và nhóm lệnh 2 này phải thẳng hàng. Thẳng hàng thì biết đây, thẳng hàng nhé. Thụt vào, cái thụt vào này này là thụt vào là một tab hoặc là bốn dấu cách. Đây là quy định chung nhé, còn thật ra thụt vào là miễn là thẳng hàng thôi, mà thuật thụt vào một số cách cũng được, nhưng mà thông thường người ta khi viết trên màn hình trên người ta thành quy định chung của Python và thuộc vào là đúng bốn dấu cách đó, hoặc là một tác, nhưng ở trong tất cả các phần mềm soạn thảo thì phần mềm đã khi ta enter xuống là nó khi ta gõ là if xong điều kiện hai chấm enter thì máy tự động thuộc vào rồi, chúng ta không cần phải sửa gì nữa, trừ khi chúng ta chỉnh sửa lại chúng ta sẽ phải làm lại. Như vậy lệnh này là như sau nhé, lệnh này là nếu điều kiện này đúng thì thực hiện cái nhóm lệnh này, lệnh này, còn điều kiện này mà sai thì nó sẽ bỏ qua cái lệnh này. Còn lệnh thứ hai là lệnh là đầy đủ, thì nếu điều kiện này đúng thì thực hiện nhóm lệnh 1, nếu mà sai else thì thực hiện nhóm lệnh 2. Thì nó giống như là về mặt lý thuyết mà nó giống như là cái lệnh if của Pascal và C thôi. Đấy, nhưng mà làm chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái lệnh này rất đơn giản thôi. Bây giờ đơn giản là chúng ta nhập một cái đây là ta làm một cái chương trình cho nó thoải mái đi, nhập một số từ bàn phím mà chúng ta thông báo là nó là số chẵn hay số lẻ nhé. Đây là ví dụ đơn giản, đây là bài số 3 nhé. Chúng ta nhập một số từ bàn phím bất kỳ và thông báo là nó là số chẵn hay số lẻ, chúng ta viết như này if in nhé, input này, nhập nhập số nguyên bất kỳ. Sau chúng ta kiểm tra này, if này số chẵn là n chia cho 2 đấy, xây số dư
số dư là 0. Vậy ta đây chúng ta có cái dấu bằng nhé, dấu bằng hay dấu bằng là phép so sánh đấy, so sánh bằng đó, sau là hai chấm xuống dòng đấy, máy tự thuật vào rồi và chúng ta lệnh chúng ta chấm print số đã nhập là chẵn. Được chưa? Sau chúng ta sẽ lùi ra nhìn đây nhé, lùi ra này 1 2 3, đây này 1 2 3 4, đúng 4 dấu cách, và chúng ta gọi là else xuống dòng enter, tự động máy thuật vào đúng 4 dấu cách, và chúng ta gọi là print số đã nhập là lẻ. Đó. Vì chúng ta ghi cái này lại là kiểm tra chẵn lẻ nhé, kiểm tra chẵn lẻ. Đó. Được chưa? Rồi bây chúng ta chạy thử nhé. Như vậy là bài này là có là 1 2 3 4 5 có 5 lệnh tất cả. Rất đơn giản. Là chúng ta nhập một số nguyên, thì chúng ta lại phải chuyển đổi sang cái hàm in, vì là input, vì hàm input nó trả lại giá trị là sâu, chúng ta mà chuyển sang là số nguyên. Sau kiểm tra nếu n mà thấy số dư cho 2 bằng 0 tức là n chẵn, thông báo ra ngoài là số đã nhập là chẵn, còn không thì là lẻ. Chúng ta những chỗ này thuật vào chỗ này là đúng 4 ký tự ở 4 dấu cách nhé. Đó, chính xác. Mình chạy thử nào. Đây, chạy thử nhé, mình chạy thử. Đây, nhập vào là 15 chẳng hạn thì máy thông báo là đinh xuyên đã là lẻ. Mình chạy lại nhé. Nhập vào là 78. Nhập vào là 78 thì máy thông báo là số chẵn. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhé. Bây giờ chúng ta thử thử thế này đi. Như vậy là cái print này và print này nó lệch nhau này. Chúng ta chạy thử xem máy báo lỗi không nhé. Vẫn được à? À, nó phải hai lệnh liền nhau thì nó mới là thế này vẫn được, nhưng mà nếu có hai lệnh liền nhau thì nó mới kiểm tra, có thể nó không kiểm tra. Như vậy tức là chỗ này vẫn vẫn ăn, chỗ này là bài nó vẫn ăn, miễn là nhưng mà là vì hai lệnh này không nằm trong một block lệnh, nếu mà nó cho cùng block thì nó thì máy sẽ báo lỗi. Được chưa? Nó cùng cái if đấy thì mới là lỗi, đúng không? Ở trong cùng một if thì mới là lỗi, nên là đây làm ở if else là không cần, là ở trong cùng một block thì mới cần thiết thẳng hàng với nhau. Được chưa? Còn không, nó khác block thì chúng ta thoải mái. Được chưa? Thì đó là cái lệnh if nhé. If là lệnh thường xuyên dùng rất là nhiều rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta làm cái bài tập như thế này. Bài tập là như sau. Bây giờ làm bài tập là nhập số n từ bàn phím 1 năm và kiểm tra xem năm nó có năm nhuận hay không. Cái năm nhuận là năm gì? Cái năm nhuận nhé. Theo định nghĩa này, năm nhuận là năm khi và chỉ khi là như sau này. Chỉ khi là hoặc n chia hết cho 400 thì nó luôn là nhuận. Hoặc nếu không chia cho 400 thì nó là n nó phải chia hết cho 4, đồng thời là gì nhỉ, đồng thời là không chia hết cho 100. Đấy. Thì đây là cái điều kiện là để cho một cái năm là năm nhuận, hoặc nó chia cho 400, hoặc là nó chia cho 4 và không chia cho 100 nhé. Đó là cái điều kiện. Bây giờ chúng ta nhập thử, ta làm một chương trình như thế nhé. Nhập làm ngay trên này cho nên dễ. Đây. Bây giờ ta sửa kiểm tra năm nay của chúng ta nhé, năm 2022 nhé. Kiểm tra này. Bây giờ là if này. If là n mà chia hết cho 400. Đúng không nào? Là không. Bây giờ hoặc chỗ này chúng ta phải mở ngoặc ra, hoặc là gì, hoặc là n chia hết cho 4
n n là n là n chia cho 100 chia cho 100 khác không? Không chia cho 100. Đấy. Nhớ lại nhé. Chỗ này là ít n chia cho 400 này. Hoặc là n chia cho 4 đồng thời n không chia cho 100 thì đây thì là print n là nằm nhuận. Else print n không là nằm nhuận. Đó. Được chưa? Đấy. Đúng nhỉ? Enter này. N không là nằm nhuận. Chúng ta có thể copy cái này thành một cái mà chương trình nhé, thành một chương trình kiểm tra nằm nhuận. Như sau, tôi sẽ tạo ra một chương trình mới ở đây. Nhưng mà N tôi dập từ bàn phím, không để như này. Đây, tôi viết cái này là N bằng int input nhập số 5. Đấy. Kiểm tra là năm nhuận. Chạy thử nhé. Hai không hai hai không là năm nhuận. Kiểm tra lại là năm 2020 là năm nhuận. Đó. Mà chúng ta chú ý cái chỗ này thôi. Ta chú ý cái chỗ này là như vậy. Ở đây nếu mà chúng ta mà không bỏ dấu ngoặc ra thì máy sẽ không hiểu là cái o là tính trước hay là cái n tính trước. Chúng ta bắt buộc phải để vào cái dấu ngoặc ở đây. Còn chỗ nào chúng ta bỏ ra như này này, bỏ ra như này thì máy sẽ tính gộp, máy sẽ làm cái o này trước, xong cái n này sau. Như vậy là vì sai, chỗ này bắt buộc phải là chỗ này phải đóng ngoặc chỗ này. Đấy, mở ngoặc chỗ này, đóng ngoặc chỗ này. Đấy, thì mình đúng nhé, đó, được chưa? Thì đó là cái lệnh if, một cái lệnh rất rất quan trọng luôn ở trong Python. Mọi người có hiểu không nhỉ? Như vậy là đây là những cái bài tập đầu tiên về có liên quan đến lệnh if. Mà lệnh if thì nó liên quan đến gì? Liên quan đến các em block lệnh, mà block lệnh là hai chấm xuống dòng là cái thuật vào. Thì ở trong Python là tất cả các block lệnh đều như vậy hết, đều là hai chấm xuống dòng. Đây là cái đặc thù rất quan trọng mà so viết thẳng hàng với nhau. Thì như vậy là ở trong Python thì cái nguyên tắc chung của tất cả các block lệnh là như thế này. Cái nguyên tắc chung của các cái gọi là cái block lệnh. Block lệnh là như sau này. Đối với chúng ta nhớ lại, đối với Pascal thì nó phần năm là begin n, đúng nhỉ? Begin n. Nó là Pascal. Đối với C thì nó là dấu ngoặc như thế này. Đây. Còn đối với Python thì chúng ta chú ý, đối với Python thì tất cả các block lệnh đều có chung ở rất nhiều chỗ, nhưng mà như này là nó là hai chấm xuống dòng và viết thụt vào. Đây là một block lệnh thụt vào, và chỗ này là thụt vào nhé. Thụt vào chỗ này là hoặc là một cái tab ở trên màn hình, hoặc là bốn dấu cách, bốn space. Đấy, chúng ta chú ý. Đây chính là cái đặc thù của Python đây. Đặc thù của Python. Thì nó có là lệnh if này, mà kia sau có lệnh for này, đúng không? Lệnh while này. Còn nhiều nữa chứ không phải chỗ này. Nhưng mà ba cái này là ba cái hành chính. Thì tất cả những cái lệnh, các cái block lệnh nó đều như vậy. Và đây chính là cái điểm mà làm cho cái Python nó trở nên rất là sáng sủa, rất là nhìn vào chương trình nó rất là dễ chịu. Chứ còn Pascal khi mà begin end ấy, đối với ai mà lập trình mà lười đấy, thì chúng ta cái begin end nó loạn xịn lên và nó không, rất là khó mà kiểm soát được cái begin end này. Chỉ nhìn vào chương trình viết Pascal, người viết mà cầu thả ấy, thì chúng ta rất là khó kiểm soát, vì họ
họ viết begin end là cứ lung tung mà lên, nó không thẳng hàng với nhau mà chúng ta rất là khó kiểm soát, rất là biết không biết thế nào là ông này viết như vậy là đã đúng chưa. Xong chúng ta phải đếm, đếm như có đủ bao nhiêu begin, phải đếm đủ bấy nhiêu cái end. Cả hoặc vòng nhọn cũng vậy, đối với C cũng vậy, vì chúng ta cũng cho viết, cho phép viết thoải mái, nhưng mà nhìn vào cái chỉ C cũng rất là khó kiểm tra. Trong khi đó Python thì rất là sáng sủa, bắt buộc phải xuống dòng, bắt buộc phải thuộc vào, cho nên này nhìn vào toàn bộ chương trình Python nó vô cùng là sáng sủa, nhìn vào biết ngay, nhìn vào nó rất là gọn ghẽ, mà tức là cái viết Python nó như là viết trên giấy ấy. Đó, nó cảm thấy viết trên giấy nên cho nên là tất cả hiện nay là cái quy định khi mà viết thuật toán ấy, là tất cả các quy định viết thuật toán đều quy định cách viết giống như là Python hết. Cho nên Python bây giờ như là một cái ngôn ngữ lập trình mà chuẩn, rất là chuẩn để mà mô tả thuật toán. Nhá. À, như vậy là cái tôi vừa nói cái em này, cái lệnh if. Bây giờ trước khi sang phần tiếp theo thì tôi sẽ nói thêm, nói sang cái phần mà theo tôi là cái phần này, cái phần rất quan trọng. Mà cái phần này là nói hơi quá lên một chút thôi. Từ nãy giờ các phần mà vừa rồi trình bày với các bạn là phần nằm trong sách giáo khoa, nằm trong chương trình lớp 10. Còn bây giờ tôi bắt đầu nói sang cái phần nằm ngoài chương trình, nhưng mà theo tôi nó là quan trọng. Tức là như thế này, ở trong Python thì chúng ta chú ý là như này nhé, trong ngôn ngữ lập trình thôi. Khi mà các bạn so sánh ấy, đây thì chúng ta đơn lại lại nhé. Khi mà chúng ta viết làm một cái biến x gì hay biến y, ta viết là x gì nhỏ hơn y. Đây là so sánh này. So sánh thì ở đây so như đây chính là so sánh các cái giá trị, so sánh cái giá trị của x và y nhé. Đó, ở trong Python chúng ta thấy rằng là gì, mọi cái chúng ta sẽ thấy trong tương lai, nhưng mà bây giờ hôm nay tôi nói trước, đến sang các buổi sau chúng ta dần chúng ta sẽ hiểu ra là gì, là mọi cái dữ liệu đều là ở trong Python thì mọi cái dữ liệu đều là đối tượng hết, mọi cái dữ liệu mà chúng ta đã thấy đấy đều là đối tượng. Khi tôi viết x gì bằng 10 thì như vậy x gì là một cái đối tượng dữ liệu kiểu nguyên. Khi tôi viết là y bằng 1.2 thì y là một đối tượng kiểu thực. Khi tôi viết là b bằng true thì như vậy là b là một kiểu dữ liệu, là một đối tượng dữ liệu kiểu bool. Khi tôi viết là s thì bằng như thế này, s thì bằng là 0.01 như thế này thì s là một đối tượng dữ liệu kiểu sâu nhé. Đấy. Và chúng ta thấy là tất cả kiểu dữ liệu này đều có thể so sánh được với nhau hết. Số nguyên so sánh được, số thực so sánh được, bool so sánh được nhé. Bool so sánh là như sau này, là false là luôn là nhỏ hơn true nhé. Đó, nhỏ hơn true. Đây, chúng ta kiểm tra ngay trên màn hình. So sánh được với nhau nhé. False nó nhỏ hơn true. Là đúng đấy, là đúng luôn nhé. Đấy. Còn sâu là so sánh theo cái giá trị từ điển. Thì như vậy là từ điển, như vậy là cái so phép so sánh ấy, là khi so sánh chúng ta hiểu được so sánh là các cái giá trị của cái dữ liệu đó, được chưa? Như vậy chúng ta có hai cái từ khóa rất quan trọng, là một cái từ là đối tượng dữ liệu, cái từ là từ đối tượng. Và từ thứ hai là từ là gì? Là giá trị của dữ liệu. Chúng ta có hai cái từ. Cái từ này là tiếng Anh nó là object này. Cái từ này tiếng Anh nó là value này. Được chưa? Đó. Còn cái từ dữ liệu này là cái từ data nhé. Tiếng Anh nó là data. Đấy. Được rồi. Thế thì tôi nói bắt đầu cái sự khác biệt này, cái sự khác biệt quan trọng của chúng ta. Tôi nhắc lại, tôi sẽ nhắc bây giờ và các bạn nhớ, và đến cái buổi sau nữa chúng ta sẽ nhắc lại cái vấn đề này mà chúng ta sẽ hiểu hơn. Còn bây giờ tôi chỉ nói một câu cho chúng ta làm để chúng ta nhớ thôi. Tức là ở trong Pascal và trong C thì khái niệm là đối tượng, có khái niệm đối tượng
và khái niệm value nó đồng nhất là một. Khi nhắc đến khái niệm đối tượng là con so sánh với nhau, thì là so sánh với nhau là như vậy, là khi nó x chỉ là một số nguyên có giá trị là 3, thì x chỉ là nói x chỉ là 1, nó cho 3 cũng được, nó đồng nhất với nhau. Hai khái niệm này nó gần, nó tức là gì, tức là hai đối tượng khác nhau thì value khác nhau, ngược lại hai đối tượng bằng nhau thì value khác nhau. Đấy, tức là như này, ở trong Pascal và C là hai đối tượng, hai object mà giống nhau, hai object giống nhau khi và chỉ khi chúng có giá trị bằng nhau, nhé. Đó, trong Pascal và C là như vậy. Như vậy là cái khái niệm object và khái niệm value của ta, giá trị người ta không tách bạch làm là hai cái điều cần chú ý. Khi nói đến một số là số 3 hay là cái đối tượng số nguyên giá trị là 3, nó là 1. Được chưa? Tuy nhiên ở trong Python thì không phải như vậy. Trong Python tôi nói trước nhé, đây là nói trước. Trong Python thì khái niệm object nó là khái niệm khác hẳn, hoàn toàn khác với khái niệm value. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút sau này nhé. Rất là sâu, cái chỗ này là chỗ rất là sâu sắc của Python ấy. Thì cái phần này là phần rất là sâu sắc và rất là khó luôn của Python. Chúng ta sẽ phải làm quen dần với cái này ở trong cái bài về sau, nhất là cái bài liên quan đến cái kiểu dữ liệu list, kiểu dữ liệu dãy số đấy, kiểu dữ liệu danh sách ấy, thì chúng ta thấy rõ cái này hơn. Còn hôm nay ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở đây là chúng ta hiểu như vậy. Ở trong Python thì khái niệm đối tượng dữ liệu là khác khái niệm là giá trị của dữ liệu, được chưa? Đây thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ làm quen một chút. Thì hai cái đối tượng dữ liệu x và y, x y bằng 10 chẳng hạn, y bằng 12 đấy, cùng là nguyên cả nhé. Thế thì làm thế nào để so sánh dữ liệu và so sánh đối tượng, vì hai cái nó khác nhau mà, vì ở trong kia Python là hai cái khác nhau, cho nên chúng ta sẽ phân biệt hai cái phép toán tử như sau. Hai cái toán tử so sánh giá trị, so sánh value, thì chúng ta dùng cái phép này. Còn so sánh đối tượng chúng ta dùng phép so sánh là cái chữ is. Chữ is, bản thân cái chữ is nó cũng là một từ khóa của Python nha. Từ khóa của Python thì chúng ta sẽ hiểu dần hơn đây. X is nhé, bây giờ là x có bằng y hay không? Đây là so sánh về giá trị không bằng nhau. X có là đối tượng, nó có phải là y không? Nó cũng là khác nhau. Đây, chúng ta sẽ thấy là hiện nay với những đối tượng cơ bản, với những kiểu dữ liệu cơ bản, với các kiểu dữ liệu cơ bản là cũng có in là 1 này, số nguyên này, float là 2 này, string là 3 này, và bool là 4 này. Thì với bốn kiểu này thì nếu mà x thì mà là bằng y về giá trị thì suy ra là x thì y cũng bằng true, và ngược lại. Như vậy là đối với kiểu dữ liệu cơ bản thì là x và y là hai đối tượng như nhau, bằng nhau khi và chỉ khi chúng có giá trị bằng nhau. Đó là đối với kiểu dữ liệu cơ bản thì như vậy. Như vậy là đối với kiểu dữ liệu này thì Python là gần như đồng nhất với Pascal và C nha, với kiểu dữ liệu này. Nhưng đối với kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu mảng thì không phải như vậy. Cho học sau nhé, với kiểu dữ liệu mảng hay là trong Python là list thì là đối tượng và value là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sẽ làm quen sau nhé, nhưng bây giờ chúng tôi nói trước như vậy.
Như vậy là trong Python chúng ta có hai phép so sánh. Một là so sánh giá trị là cái này. Và hai so sánh đối tượng. Hai cái là hai cái lệnh, hai cái toán tử khác hẳn nhau. Toán tử này so sánh value, cái giá trị của đối tượng đó. Còn cái so sánh này là so sánh đối tượng. Nếu mà x gì về tổng của quan, nếu mà cái này mà là bằng true, nếu x mà im là cùng đối tượng thì suy ra là x gì bằng nhau về value. Nhưng mà ngược lại thì không đúng, cái trường ngược lại này là sai nhé. Trường ngược lại chúng ta có thể tìm cái ví dụ mà có hai đối tượng là cùng giá trị nhưng mà là khác nhau về đối tượng. Cái này chúng ta sẽ làm quen ở phần sau của chương trình này nhé. Nhưng mà trước hết chúng ta hiểu cái đó, chúng ta hiểu cái sự cái khác nhau giữa cái khái niệm đối tượng và giá trị. Rồi bây giờ tôi nói thêm một ý nữa, một cái điều nữa mà chúng ta nhớ là cái nói ngoài ra so với cái ở trong sách giáo khoa. Cái phần mà tôi nói vừa rồi là hoàn toàn sách khoa không hề có nhé. Chứ đối với học sinh toàn bộ cái quy trình lớp 10 là không hề nói khái niệm là đối tượng hay giá trị. Chúng ta mặc định là hiểu đối tượng chính là giá trị, và như vậy dẫn đến hiện tượng là nếu giáo viên mà không biết thì ngay giáo viên chúng ta cũng bị nhầm lẫn như này, cũng nghĩ rằng là trong cái Python là cái đối tượng tức là giá trị, đối tượng bằng nhau tức là giá trị bằng nhau, hay giá trị bằng nhau suy ra là đối tượng bằng nhau, và dẫn đến chuyện là có thể chúng ta làm cái có thể làm những bài tập hay làm chương trình nó bị sai đi. Cái này là cái mới khó đấy, cái này khó một chút nhé. Rồi cái ý biến nó sang cái ý thứ hai, tức là cái điều thứ hai là cái gọi là cái khái niệm, cái này gọi là khái niệm là namespace. Cái này là tiếng Việt ta dịch tạm là không gian tên. Cái space là không gian, là chữ name là tên này. Thì cái không gian tên là cái gì? Không gian tên là cái mà dùng để quản lý tên biến, là cái công cụ. Như vậy cái namespace là cái gì? Cái namespace là cái công cụ của Python, công cụ để quản lý tên, quản lý biến nhớ, yeah. Biến tiếng Anh là variable, quản lý biến. Đó. Thì nó là cái gì? Cái namespace là như sau này. Nó là một cái công cụ để nó sẽ gắn chặt một cái tên biến vào một cái đối tượng. Tôi nhắc lại cái khái niệm đối tượng là rất quan trọng. Như vậy cái namespace nó là cái gì? Cái namespace nó là như sau. Cái namespace nó là một cái công cụ rất quan trọng. Nó giúp cho Python là kết nối hai cái miền. Bên này là các cái tên, name. Bên này là các cái đối tượng, object. Nhá. Đây này như này nhé. Giả sử bây giờ chúng ta đặt cái lệnh là x gì bằng 10 chẳng hạn. Thì máy sẽ làm gì? Máy sẽ mà chương trình Python sẽ tạo ra một đối tượng object là số nguyên với giá trị là 10, và máy sẽ tạo ra một cái tên là x gì, và nó gắn chặt ánh xạ cái này vào cái này. Đó. Nó ánh xạ cái x vào cái 10. Nhưng mà lệnh x bằng 10 là như vậy nhé. Cái cách quản lý biến này là nó khác hẳn cách quản lý của Pascal và C. Nhưng mà cái điều này cũng không dạy cho học sinh lớp, không phải dạy cho học sinh lớp 10, học sinh lớp 10 có thể bỏ qua. Thậm chí là không dạy cho toàn bộ học sinh lớp 10, mình cũng không dạy, 12 không dạy luôn, không có trong chương trình. Nhưng mà tôi nghĩ là giáo viên chúng ta phải biết một chút về, để sau này chúng ta sẽ có rất nhiều điều trước đây mà chúng ta không hiểu ấy, thì sau này chúng ta sẽ gặp những bài toán, sẽ gặp những cái điều mà rất kỳ lạ mà không thể nào hiểu nổi trong các bài sau. Để tôi nói trước nhé. Giả sử vì tôi viết là y bằng 1.2 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là 1.2 nằm ở bên object ở bên này,
và tạo ra một cái biến y và nó gắn ánh xạ với như thế này. Được chưa? Rồi, biến tiếp theo tôi tạo ra một cái biến là z tôi gắn nó bằng x. Đấy. Thì như thế nào? Thì làm như sau này. X gì? Máy kiểm tra x là chính là nó chỉ ra biến này rồi thì máy tạo ra một cái biến z và chỉ vào cái biến này. Cho nên khi mà tôi biết x bằng 10 y bằng z thì là z và y là hai cái tên mà cùng trỏ vào cái biến cái đối tượng là 10, cùng trỏ vào đối tượng. Cho nên chính vì sơ đồ này cho nên người ta hay nói thôi là ở trong Python thì các cái biến này nó hầu như là con trỏ, nhưng mà nó dùng từ đó cũng không chính xác, nhưng cũng chúng ta hiểu nôm na là con trỏ cũng được, dễ hiểu hơn là khái niệm là không con trỏ của Python nhé, à, của C và của Pascal đó. Thì đây như vậy là, nhưng mà cái namespace là cái cách mà nó quản lý tất cả các biến nhớ ở trong bộ nhớ, là nó cần là có một quản lý tên riêng này, tên riêng và đối tượng riêng, và đối tượng riêng mình là name này là object của đối tượng, và nó quản lý hai cái này lần lượt với nhau nhé. X gì đây chỉ sang 10 này, y chỉ sang 1/2, mà z chỉ vào 10 đây. Đấy nhé. Được rồi, thì đó là cái cách quản lý biến bằng namespace. Thì cái phần này thì sau này thì chúng ta sẽ hiểu hơn nhé. Hôm nay tôi chỉ nhắc sơ như vậy để chúng ta biết nhé. Rồi, ở trong Python này mọi thứ đều là đối tượng hết, nhưng mà cái đối tượng là khái niệm trung tâm của Python. Khi mà tôi viết là x gì bằng 10 thì tức là tôi đã tạo ra một đối tượng là số 10, và x gì là một cái tên sẽ trỏ vào cái đối tượng 10 đó. Tôi có thể đi kiểm tra xem đối tượng 10 đó nó có những cái phương thức nào. Lấy ví dụ nhé, nó có phương thức là đây này, cái phương thức này là bitstring, làm cái phương thức của số nguyên mô tả cái chiều dài của cái sâu của cái biểu diễn nhị phân của cái số 10 đó. Thì tôi có thể viết là nhỉ, tôi về x gì chấm đi nó thêm nhé, bitstring nhé, bit length là 4 nhé. Tôi có thể viết là 10. Tôi viết là 10 chấm bit này. Bạn quan thấy không nào? Như vậy là đấy. Như vậy là bản thân cái 10 nó làm một đối tượng. Tôi có thể viết độc lập, tôi có thể viết như vậy, tôi có thể viết khác đi nhé. Là 100 thì 1000 chẳng hạn. Thì viết 1000 này thì máy cũng hiểu, tôi sẽ viết tôi phải đóng một mở ngoặc. Khi viết thế này một cái, khi viết như này thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng nhé, một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python còn có giá trị là 1000, và tôi có thể kiểm tra nhé, bit length ấy là 10, cái bit length này cái độ dài của nó là 10. Đấy, như vậy là để các bạn thấy như là cái khái niệm đối tượng này nó được quản lý độc lập so với cái biến x là name nhé. Ở trong Pascal và C thì hoàn toàn không phải như vậy. Trong Pascal và C không thể nào có cái chuyện là lấy ra một giá trị là 1000 như thế này và bảo nó là một đối tượng, không có chuyện đó. Ở trong Pascal và C bắt buộc phải gọi là x bằng 1000, là x 2.1000 thì nó tạo ra một đối tượng. Ở trong Pascal và C là nó gắn liền cái tên, còn ở trong cái này thì không. Khi mà ở trong Pascal và C thì như sau nhé, trong Pascal và C thì không khái niệm là viết 1000 này là 100 này là một tượng, không có, mà phải viết là x gì bằng 100 khai báo in, đúng không? Sau đó là in, sau đó thì khai báo x gì bằng 100. Thì phần mềm sẽ gắn chặt cái x gì này với cái số 100 này, và x gì này nó chính là cái đối tượng 100, và x gì này gắn chặt với cái 100 này, trừ khi tôi đặt lại là x gì bằng x gì cộng 2 hay là x gì bằng 1000 thì khác, nhưng mà khi viết này x gì gắn liền với 100
nhé. Và tôi không không tách được ra, không tách rời được ra. Trong khi đó thì ở ở Python là nó quản lý riêng, quản lý object riêng và name riêng. Khi x bằng 100, khi tôi biết x bằng 100 ở trong Python đấy, thì là như sau. Nó sẽ tạo ra một đối tượng là 100, là kiểu số nguyên. X là cái tên, nó đưa vào cái namespace và nó trỏ lên như thế này. Cho nên các bạn thấy là ở trong Python là nó không cần, chính vì thế nên nó không cần phải, nó không cần là khai báo kiểu của số nhé. Đấy, như thế. Xong điều tôi lại gọi đây là, xong điều tôi lại cho chạy tiếp, tôi lại gọi lại, tôi lại biết là x gì bằng bằng ab như thế này là một sâu, thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng là sâu, ký hiệu là ký hiệu sâu là gì, là 120ab, và x này nó sẽ trỏ vào đây đấy. Thì như vậy tới giờ phút này x là cái này nó không trỏ vào đây nữa, và nó trỏ vào đây, nhưng mà x đã đổi kiểu dữ liệu. Thì các bạn thấy này, vì sao nó đổi nhanh như vậy? Tại sao khi tôi viết x bằng 100 thì nó là số nguyên, còn bây giờ tôi viết x bằng 12 nó chuyển nhanh sang là sâu như vậy? Bởi vì là nó chỉ là con trỏ, nó chỉ là cái tên nó đổi như này thôi, và x là dùng cái namespace là không gian tên, nó điều khiển cái tên này trỏ sang bên này. Mà như vậy là chúng ta, như vậy là cái kiểu của cái biến x là nằm ở cái đối tượng bên này nhé. Thế cho nên là cái namespace chính là cái công cụ. Namespace là công cụ để mà quản lý bên này là name các cái tên biến, bên này là các cái object là các cái đối tượng, và nó là ánh xạ ở bên này. Được chưa? Đấy, thì đây là cái chỗ này, là chỗ tôi nói thêm và hôm nay nó thì hơi sớm, thật là hơi sớm một chút, nhưng mà tôi muốn nói để cho mọi người biết trước. Mà cái phần này là cái phần mà hoàn toàn không có ở trong trong sách giáo khoa, ngoài sách giáo khoa. Rồi bây giờ tôi sẽ nói phần tôi nói luôn sang cái phần sau, đã nhẽ xong bài sau mà tôi nói sớm một chị không sao cả nhé. Chúng ta có cái ấy luôn, nhưng mà chúng ta đã học được lệnh if. Bây giờ tôi nói luôn sang cái lệnh, cái phiên bản đơn giản nhất của lệnh for trước nhé. Bây giờ chúng ta học sang luôn là cái lệnh lặp for, và chúng ta sẽ thấy là nó rất phong phú, lệnh lặp nhé. Lệnh lặp for ở trong Python thì về thoáng nhìn qua ta thấy là nó giống hệt như là cái lệnh for của Pascal và C. Thì chúng ta nhớ lại một chút nhé, là trong Pascal và C là như thế này, là for y bằng 1 to 100, xong do một cái gì đó begin n ở đây, đúng không? Các lệnh ở đây, đây là đây lệnh là một cái biến chạy từ 1 đến 100 hay từ 1 đến n là đó, đúng không? Sao do một loạt cái lệnh thì đó là cái lệnh là for ở trong Pascal và C. Còn ở trong Python thì nó khác một chút, nhưng mà về mặt đó nó gần tương tự. Đây, tôi mô tả luôn các bạn nhé. Đây. Bây giờ tôi lệnh for như sau này. Đây là lệnh tổng quát của lệnh for, lệnh lặp. Lệnh lặp với số lượng lần lặp là cố định. Giả sử tôi sẽ in ra tất cả các cái số nguyên từ 0 cho đến 100, cho đến 99, làm như sau: for i in, chữ in chứ không phải là bằng nhé, in range 20, cho nên nó ngắn đây, 20 đấy, cho y chạy theo cái miền là range 20 và 2 chấm xuống dòng vào lệnh print y. Thì đây chính là cái lệnh, đây là một lệnh chuẩn của for đây, trong Python đây là như sau nhé: for y in range, đây là bất kỳ, đây là số n bất kỳ. Đấy. Và hai chấm xuống dòng, và ở dưới đó là thụt vào, giống như là ít nhất thụt vào bốn dấu cách hoặc là một tab, và tất cả các lệnh này là nằm trên một hàng, nằm trên thụt vào là giống nhau và lệnh nào đó, đúng không nào? Đấy, là print y. Enter chạy thử này, in ra
là từ 0 cho đến 19. Như vậy cái lệnh for này là viết lên là như sau. Current này là một cái dãy các cái số từ 0 cho đến trước 20. Vậy suy ra là cái range này. Range n chính là cái dãy số từ 0 cho đến n trừ 1. Trừ 1. Như là range khi tôi viết là range 20 thì là từ 0 cho đến 19. Khi tôi viết range bằng 10 thì đó là từ 0 cho đến 9. Yeah. Tổng quát thì là đây đó là start, một số nguyên bất kỳ, và thứ hai là stop. Thế đây là cái gì? Đây là cái dãy các số nguyên bắt đầu từ start và dừng lại ở trước stop, ở stop trừ 1. Đấy, như vậy thì lấy là range là từ 1 cho đến 20 chẳng hạn, thì là chạy từ 1 cho đến 19. Được chưa? Đấy. Biết tôi viết lại nhé. For dạng đơn giản của for i in range 20. Bây giờ tôi sẽ in ra các số nguyên từ 0 đến 19, nhưng mà tôi muốn in ra trên hàng ngang, làm như nào? Dùng lệnh print. Khi lệnh print i như này, lệnh print i khi viết như này thì khi mà in xong thì nó xuống dòng. Bây giờ tôi sẽ bổ sung vào lệnh print i một cái tham số nữa. Đấy. Tôi viết như sau: print i sau đó dấu phẩy và có một tham số viết tên là n, và ở đây một dấu như này. Thì tham số này là cái tham số để mô tả như sau. Tham số này là như sau, n này. N là mô tả như sau là nếu mà không có cái n này thì mặc định khi mà in xong i này thì nó xuống dòng. Còn cái n này thì nó không xuống dòng nữa, nó thay bằng cái dấu này, thay bằng cái tự này. Đây là dấu cách, suy ra là nó in tất cả cái số i này trên một hàng ngang. Đấy, như vậy là có thêm cái tham số n nữa, như vậy là cái lệnh print là có thể có và không có cái tham số n. Và các bạn ở đây, các bạn là đầu tiên các bạn làm quen với khái niệm là ở trong các cái lệnh của Python nó có rất nhiều cái tham số mà có thể nó không có ở trong lệnh, có thể có hoặc không có, thì người ta gọi là đó là cái tham số, là tham số lựa chọn, nó cho phép là hiển thị hay không hiển thị các tham số đó. Như vậy ở đây nếu không có n ở đây thì giống như ở trên này, là giống trên này là nó lệnh pin nó ra là nó xuống dòng quay, còn ở đây là có chữ n đây thì nó sẽ không xuống dòng nữa và nó thay cái xuống dòng bằng dấu cách. Ta chạy thử nhé. Đấy, in ra dạng từ 0 đến 19 như thế này. Đấy, không nào? Đó. Bây giờ tôi viết thêm lệnh nhé. Bây giờ tôi cầm giữ, bây giờ tôi là bài tập của tôi là tôi muốn in ra tất cả các số chia hết cho 3 từ 0 đến 19. Chia cho 3. Tôi mới in ra 0 thì thôi. Chúng ta là for k cũng được mà y cũng được. Là cái biến for k in range 20. 2 chấm xuống dòng, mình kiểm tra if k mà chia cho 3 bằng 0 thì mới in, không thì thôi. Print k, và sau k thì ta sẽ để n để viết trên hàng ngang cho nó mất khỏi. Đấy, như thế này. Đấy thì nào. Như vậy là k chạy lên từ 0 đến 19, và if k số dư của k chia cho 3 bằng 0, tức là nếu k chia cho 3 thì mới in ra k, còn không thì thôi. Đây, như vậy in ra tất cả các số chia cho 3. Chia 3 từ 0 cho đến 19. Maximum là 19, nhưng 19 không chia cho 3 nên còn 18 thôi. Đây, các bạn có thấy không nào? Đó, thì như vậy cái lệnh for. Như vậy cái lệnh for là cái lệnh mà đơn giản nhất ở trong lệnh lọc và hay nhất là đi cùng với cái range này. Đấy chưa? Như vậy cái lệnh for nó có cái hình dạng như thế là cái khuôn dạng là như sau. Này là khuôn dạng như sau là for một cái biến, một cái biến bất kỳ in range, mà hoặc trong range này thì là nó có cái biến start này, nếu không có gì cả, không có start thì nó hiểu là gì, nó hiểu là không, còn đây là stop. Đó. Như vậy thì start này là có thể không có, để có không có, nó không có, nếu có thì nó là không, thì là nó là bắt đầu từ không. Như vậy là cái range này là bắt đầu từ start và kết thúc trước stop nhé. Thì đây là cái, và đây là hai chấm xuống dòng phụt vào, và đây là các lệnh, nhóm các lệnh là đây chính là lệnh for nhé.
Được chưa? Thì đây cái lệnh này, lệnh các lệnh rất là hay, rất là hay dùng luôn nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ còn ít thời gian, chúng ta sẽ làm một số các bài tập đơn giản nhất liên quan đến lệnh for nhé. Bài tập 1 là như sau. Bây giờ tôi cho trước số n và tôi sẽ phải đếm đếm số những cái số mà nhỏ hơn n mà là ước của n nhé. Thì bài tập như sau. Bài tập mà tôi làm ở trên này cho dễ nhé. Này. Bài tập là gì? Bài tập là cho trước n và đếm những cái đếm số ước số thực sự của n nhé. Đây tôi làm trên chỉnh cho nó dễ nhé. Bài tập là như sau. Bài tập là nhập vào thì cũng được. Ở trong trong chương trình của Python thì chúng ta sẽ viết chú thích bằng cái dấu này là nhập số n, số tự nhiên n, sau đó đếm số các ước số thực sự của n. Mà tập rất đơn giản như vậy thôi nhé. Đó. Và đèn tôi sẽ ghi ra một cái hiệu là tính ước số thực sự nhé. Này n này tôi tính là n bằng in này, nhập từ bàn phím mà input nhé, nhập số tự nhiên n. Đấy, n. Sau tôi tính này, tính nhiên tôi dùng cái biến đếm, gọi là tôi đặt cái biến là c đi, c là bằng 0 và tôi dùng lệnh for, đơn giản. For k in ước của n tính từ 1 trở đi, từ 1 cho đến nhỏ hơn n là n. Để như vậy là cái biến tôi lên rồi là dãy các số từ 1 cho đến n trừ 1. Và tôi kiểm tra if nếu mà n mà chia cho k mà bằng 0, tức là k là ước của n, thì chúng ta tăng biến đếm lên một đơn vị. Làm như này thôi. Và sau đó chúng ta sẽ in ra kết quả. Sau lệnh này thì in ra kết quả. Print số ước thực sự của phẩy n phẩy là c. Như vậy là cái ở đây cái hàm print là nó có một tham số, là tham số thứ hai là n, tham số thứ ba là tham số thứ tư là c, mà nó có bốn tham số liền nhé. Được chưa? Không to cho chúng ta nhìn nhé, hãy nhìn rất là rõ. Cái dòng đầu tiên nó là comment, nó là cái phần chú thích. Dòng lệnh thứ hai là cái lệnh input từ bàn phím một số nguyên, một số tự nhiên. Và C là cái biến đếm, dùng này biến là cái biến dùng để đếm một số ước thực sự. Và cần một lọc for thôi. K chạy từ 1 n đến n trừ 1. Và đếm, nếu mà K, n chết cho K thì ta tăng cái C lên một đơn vị. Nhá. Chúng ta chạy thử này. Như tôi nhập số n là 100 chẳng hạn, thì nó ra là ước thực sự của 100 là 8. Đấy, chạy thử lại với số cực lớn xem nhé. Như thế này nó hơi lâu một chút nhé, nó là 63. Đấy, như vậy dần là chúng ta sẽ em hôm nay chúng ta cứ là học mà vô tư đi đã, chưa hình dung được cái em chưa cần quan tâm đến chuyện đó nhanh hay nó chậm. Còn sau này bắt đầu lên lớp 11 thì học sinh bắt đầu học thuật toán, thì lúc giờ chúng ta bắt đầu làm quen đến khái niệm muốn gọi là cái thời gian chạy của chương trình nhanh hay chậm, hay người ta gọi cái từ đó là độ phức tạp của chương trình, hay độ phức tạp thời gian của chương trình. Cái đó nằm trong chương trình gọi là liên quan đến thuật toán, lý thuyết thuật toán nhé. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ bắt đầu học Python thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì thầy ơi, chỗ này thầy cho em hỏi một tí được không ạ? Hỏi đi. Vâng ạ, thầy ơi, chỗ này mình không cần khai báo biến k à thầy? Không cần. Lệnh for này hoàn toàn không khai báo k nhé, không cần. Bất cứ cái gì đấy cũng được.
ở đây bất cứ là cái tên bất kỳ nhé, có thể là K, có thể là I, là G, M, N, hoặc có thể là CH, cũng là dài mấy dài cũng không quan trọng, được chưa? Nó giống như biến này. Nó là biến đấy mà. Vâng, thứ nhất là nó là như thế. Ở trong Python thì không có cái biến nào là phải là phải khai báo. Khai báo. Vâng đúng không? Thời gian từ đầu. Đúng không? Bạn thắc mắc là N cộng 1 thì không phải N cộng 1, thực ra các bạn này chỉ cần đến N trên 2 cộng 1 là được. Ờ, thì đó là phần các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn đúng không? Là nó đơn giản đúng rồi, không cần thiết là phải N mà N chia 2 thôi đúng không? Hoặc N chia 2 cộng 1. N chia 2 cộng 1. Đúng thế. Chính thế. Thì coi như bài này là để như này thì nó hơi còn thuật toán nó hơi tồi đúng không nào? Phải chạy mất N lần thì mới làm được. Còn cái ta để N chia 2 nó sẽ hơn N chia 2 như này đúng không nào? Cộng 1 như này thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Anh hơn một tí nữa đúng không? Cũng được, cái này tùy các bạn, như tùy chúng ta có thể làm như cái bài này là chỉ là một cái demo chương trình để ta biết là có thể chạy như vậy thôi nhé. Thôi được, bây giờ tôi làm thêm một bài nữa cho nó vui nhé. Bây giờ cho trước nhập số n và ta kiểm tra số n là nguyên tố hay là không nhé. Thì ta nhắc lại, n là nguyên tố thì nếu n là 0 1 thì không là nguyên tố, của n mà lớn 1 thì nó là nguyên tố khi chỉ khi là số ước thực sự của nó là một thôi. Nhưng mà chúng ta dựa vào bài này chúng ta có thể làm được cái bài kia. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp bài tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ copy từ bài này sang là kiểm tra, bài tập là kiểm tra số n có phải là nguyên tố hay không nhé. Nếu là nguyên tố thì chúng ta trả lại giá trị là true, còn nếu không thì hãy thông báo cho mình được trên màn hình là nguyên tố hay là không đúng không nào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ copy từ kia từ bài này sang, copy và chúng ta sẽ làm này, chúng ta dùng phần này là phần copy này, copy sang cho nó dễ nhé. Đây, người ta dùng kết quả của chính cái bài này mà. Cái phần này là phần tính số ước số thực sự của n nhé, thực sự của n thì nếu mà n mà nếu số thực của n là 1 thì chúng ta sẽ coi nó là nguyên tố, còn nó không thì nó không là nguyên tố nhé. Đó, thì vì chúng ta chỉ làm tới đây, sau chúng ta chỉ việc kiểm tra chỗ này thôi nhé. Nếu c ít mà c mà bằng 1 thì nó là nguyên tố, ở đây chỉ là thế đấy đúng không nào, thì là thông báo green. C bằng 0 cũng không là nguyên tố, tức là c bằng 0 ấy, tức là với n bằng bằng 1 ấy, bằng 0 thì cũng không là nguyên tố, nhưng mà chỉ bằng 1 là nguyên tố. N phải là số nguyên tố. Bên đây tôi làm cái bài là kiểm tra số nguyên tố mức độ đơn giản nhất có thể nhé, phóng to cho mọi người nhìn này. Ở chỗ này có thể để n cũng được, mà để n chia 2 cộng 1 cũng được. Bài này chúng ta chưa cần phải làm cho thật chắc, không cần lắm, không cần quan tâm lắm nên gọi là thuật toán thời gian chạy nhanh nhanh chậm, mà biết nó đúng là được nhé. Chạy thử xong đúng không nhé. Đây, n bằng 0 thì nó phải tôi làm chưa xong nhé. Đây phải như này là phải là đây mình có cái lệnh nữa đúng không, chưa đủ phải có lệnh else đúng không, else green n pin là n phải không là nguyên tố, chưa không là nguyên tố. Đấy, như thế mới đủ nhé. Này, nếu mà được bằng 0 thì cũng phải thông báo là phải thông báo là không là nguyên tố nhé. Vì với n bằng 1 thì cũng không là nguyên tố nhé. Mà với n bằng 7 thì 7 là nguyên tố. Bây giờ với n bằng 2 là nguyên tố. Cho n bằng 1001 không là nguyên tố.
Được chưa? Đấy, như vậy là một số bài đơn giản. Như vậy hôm nay chúng ta làm học cái bài là cái phần tiếp theo là cái lệnh vào ra, nhưng mà tôi nói thêm lệnh if và nó một phần đầu của lệnh for. Thì buổi sau chúng ta sẽ học sâu hơn lệnh for và lệnh while nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ vâng. Các bạn thầy, nên sao? Hỏi dạ đi. Thầy. Các bạn nên làm thêm các bài tập trong cuốn sách giáo khoa tin 10 hoặc là các bạn làm trong cuốn sách Python cơ bản của tôi, có rất nhiều bài tập. Các bạn cứ làm theo cuốn sách đó là được nhé. Mình tôi nói thêm là trong thầy. Ai mà có câu hỏi gì thắc mắc gì các bạn cứ đưa lên cái nhóm nhé, thì chúng ta cùng nhau trả lời thôi nhé, không có gì cả. Tôi muốn là các bạn lần này các bạn tôi muốn là các bạn học lớp này là học xong là hiểu bài luôn, chứ đừng để hiện trạng là còn học xong cũng lơ mơ chưa hiểu gì. Nếu mà các bạn không hiểu gì các bạn hay là lớp các bạn hỏi ngay trên nhóm đi, tôi sẽ trả lời nhé. Dạ em chào thầy. Ừ, chào các bạn nhé. Ừ. Em chào thầy. Ừ, chào các bạn. Chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Vâng. Học đâu hiểu đấy luôn thầy ạ. Ok.